Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với câu chuyện ngày hôm nay của TVS Vlogs. Đã rất nhiều lần trong những bản tin của Tuổi Văn Hóa khẳng định chúng tôi ủng hộ quan điểm sa thải huấn luyện viên Ten Hag. Thưa quý vị, Manchester United kết thúc chiến dịch ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, thấp nhất từ trước tới nay. Quá tồi tệ. Câu lạc bộ này cũng có mùa giải nhận nhiều thất bại nhất, 14. Hiệu số bàn thắng bại thì cũng thấp nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Quá đau. Theo ký giả Di Maggio của tờ Soccer News đến từ Hà Lan, thì với những gì đã xảy ra ở Manchester United, không có cơ sở nào để MU giữ lại Ten Hag nữa, chẳng có cơ hội nào dành cho ông. Man United sẽ chia tay Ten Hag vào cuối mùa giải. Họ sẽ có huấn luyện viên mới. Những lựa chọn lúc này đó là McKenna, Pochettino và De Zerbi. Họ đã liên lạc trực tiếp với các ứng viên. McKenna được đánh giá cao vì là cựu thành viên của Quỷ Đỏ. Ông từng đảm nhiệm vai trò trợ lý ở Old Trafford, nhưng sau đó đã rời đi để chứng tỏ bản thân mình. Xuống dưới hạng nhất, ông gặt hái thành công với Ipswich Town. Dưới sự trao lái của Kieran McKenna, Ipswich Town không giàu tiềm lực bằng Leeds United hay West Brom, nhưng vẫn cán đích ở vị trí thứ hai tại giải nhất, giành suất thăng hạng trực tiếp ở mùa giải 2024-2025. Trong khi đó, thì Pochettino được đánh giá là có tiếng nói hơn so với McKenna. Ông ghi điểm nhờ danh tiếng, kinh nghiệm dẫn dắt các câu lạc bộ lớn, đặc biệt là những câu lạc bộ ở Ngoại hạng Anh. Tại The Blues, không thể nói là vị huấn luyện viên này đã thành công, nhưng việc giúp đội bóng leo từ vị trí thứ 12 lên vị trí thứ 6, vượt mặt chính Manchester United, giành vé dự cúp châu Âu ở mùa giải tới, đó là một điểm cộng của Pochettino. Roberto De Zerbi thì gây chú ý sau hai mùa giải tại Brighton. Ông có tên trong danh sách nhưng dường như không tạo ra được ấn tượng tốt bằng hai cái tên kể trên. Ký giả Di Maggio cũng khẳng định MU đã không liên lạc trực tiếp trong vài ngày qua. Như vậy có nghĩa là dù hoặc giả sử thực hiện được chiến tích điên rồ là đánh bại Manchester City ở chung kết FA Cup, thì bãi đạo của Manchester United cũng chẳng thể đánh giá cao Erik Ten Hag và vẫn sẽ chạm cựu huấn luyện viên của Ajax. Ten Hag từng tự tin nói rằng sẽ được Sir Jim hiểu và ủng hộ, bất chấp đồng sở hữu mới của Manchester United chưa từng công khai hay phát biểu về điều này. Cựu thuyền trưởng của Ajax cũng lớn tiếng, ai chỉ trích và muốn ông bị sa thải là không hiểu gì về bóng đá. Ông tin rằng Manchester United thậm chí còn đá hay hơn mùa giải trước. Wow! Khi nhìn vào kết quả, bạn sẽ nói MU không tiến bộ. Nhưng chúng tôi biết lý do đằng sau điều đó chứ. Còn tôi thì sẽ nói rằng, có. Chúng tôi có nhiều cầu thủ chất lượng cao hơn cho đội hình, nên chúng tôi đang ở vị thế tốt hơn. Chúng tôi đã phát triển một số cầu thủ trẻ có tiềm năng, những người thực sự có thể nâng cao chất lượng đội hình của chúng tôi. Tôi có thể nói rằng với những cầu thủ có uy tín, giàu kinh nghiệm, họ có thể tạo ra sự kết hợp rất tốt để tạo thành một đội hình rất mạnh, có thể cạnh tranh ở cấp độ cao nhất. Rất tiếc đây là thời đại mà nhà nhà, người người đều có thể đọc vanh vách những chỉ số của từng đội bóng. Mọi huấn luyện viên cuối cùng đều sẽ được đánh giá dựa trên kết quả. Đó là lý do vì sao tương lai tại Old Trafford của Ten Hag rất bấp bênh. Nếu xét về thành tích thì đúng thật là chẳng ai bênh nổi Ten Hag. Dưới sự dẫn dắt của Manchester United, ông có lần đầu tiên để thua 14 trận trong một mùa giải Premier League. Chưa dừng lại ở đây, Quỷ Đỏ còn có lần đầu tiên kể từ năm 1971 để thủng lưới 84 bàn trong một mùa giải trên mọi đấu trường. Trên mọi đấu trường, 19 trận thua của Manchester United là nhiều nhất kể từ mùa giải 1977-1978. Với việc còn một trận chưa đấu ở chung kết FA Cup gặp Manchester City, đoàn quân của Erik Ten Hag có thể phá kỷ lục tồn tại 46 năm. Sau 6 trận tại vòng bảng Champions League, Quỷ Đỏ có thể lọt lưới tới 15 lần và xếp đội sổ. Đối đầu với Copenhagen và Galatasaray, mỗi đội 2 lượt đấu, nhưng đội bóng của Ten Hag chỉ giành được duy nhất một chiến thắng. Phong cách chơi của mười khó liên tục bị đặt dấu hỏi kể từ khi đến nhà hát của những giấc mơ. Nhiều người tin rằng cách tiếp cận của ông chủ yếu dựa vào kỹ năng cá nhân hơn là một kế hoạch chiến thuật lâu dài và bài bản. Việc các tiền đạo của Manchester United liên tục gây sức ép phía trên trong khi hàng thủ lùi sâu thường để lại quá nhiều khoảng trống ở hàng tiền vệ. Khi đó thủ môn Andre Onana trở thành nạn nhân bởi chính cách chơi của Manchester United. Quỷ Đỏ phải đối mặt với 602 cú sút, con số chỉ kém Sheffield United và Luton Town. Dưới sự quản lý của Ten Hag, đội chủ sân Old Trafford vẫn chưa thể hiện được sức mạnh của mình. Điều đáng nói hơn cả đó là cảm giác bất an của người hâm mộ mỗi khi theo dõi Manchester United thi đấu. Họ luôn trong tình trạng hỗn loạn như là một dấu hiệu của thầy trò huấn luyện viên Ten Hag ở mùa giải này. Chẳng hạn như Manchester United đã dẫn trước Chelsea trong suốt 99 phút và 17 giây trước khi bị ghi hai bàn liên tiếp. Điều này chỉ là sự tiếp nối của những gì đã xảy ra ngay từ đầu mùa giải. Tình hình tương tự sẽ diễn ra ở Champions League. MU dẫn trước Copenhagen 2-0 chỉ sau nửa giờ, nhưng cuối cùng thì họ lại thất bại 3-4 sau khi họ để thủng lưới hai bàn trong 10 phút cuối cùng. Họ cũng nhận thất bại với tỷ số tương tự trước Bayern Munich với các bàn thua được ghi một cách rất dễ dàng. Ở mặt trận FA Cup, sau chiến thắng 4-3 ấn tượng trước Liverpool, nó cũng không phải là một chiến thắng hoàn toàn là màu hồng. Manchester United cũng đã trải qua những khoảnh khắc gần như sụp đổ khi để thua liên tiếp hai bàn trong 3 phút ở cuối cùng hiệp 1. Các cầu thủ dưới quyền Ten Hag đôi khi vẫn thể hiện được tinh thần lên rất cao ở những phút cuối trận, nhưng trên thực tế, khi trận đấu bước vào những phút bù giờ, người hâm mộ Manchester United cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Đội bóng quá yếu ớt và có thể thất bại trước bất kỳ đối thủ nào. Mùa giải này, Man United đã tham gia vào 5 trận đấu có tỷ số là 4-3, một trận đấu với tỷ số là 3 đều và hai trận kết thúc với tỷ số là 3-2. Tuy nhiên, nhìn vào bảng xếp hạng Premier League, họ vẫn ghi được ít bàn thắng hơn cả Bournemouth và Fulham. Điều này cho thấy những trận đấu nghẹt thở của Manchester United chỉ làm nổi bật sự yếu kém của họ mà thôi. Đúng là Manchester United đã đối mặt với rất nhiều những cầu thủ chấn thương.
Đó là những trụ cột từ Lisandro Martinez, Mason Mount, Casemiro, Luke Shaw cho tới Malaysia hay Anthony Martial. Họ đều đã bỏ lỡ một quãng thời gian rất dài do chấn thương trong mùa giải này. Tiền đạo trung tâm Remus Soilun đến từ Atalanta với giá 64 củ bảng. Với chấn thương lưng khiến trận ra mắt của anh bị trì hoãn hơn một tháng. Song nếu như đội nào cũng lôi chấn thương ra để bao biện cho thất bại thì không thể nào chấp nhận được. Vì vậy, theo cựu danh thủ Rio Ferdinand, bãi đạo của Manchester tất phải quyết liệt với Erik Ten Hag bằng cách sa thải ngay nhà cầm quân này. Trong mắt Ferdinand, màn thể hiện của Quỷ Đỏ ở mùa giải này là thật sự tệ hại. Ngay cả khi có một số cầu thủ chủ lực chấn thương thì những gì thầy trò huấn luyện viên Ten Hag đã làm là không thể chấp nhận được, ít nhất về mặt tinh thần. Bỏ vấn đề chấn thương sang một bên, phong độ của toàn đội là rất tệ. Hầu hết các đội khác đều gặp chấn thương cả, không riêng gì Manchester United. Tôi càng nghĩ về điều đó, tôi càng cho rằng dù thắng hay thua ở trận chung kết FA Cup thì Ten Hag không nên ở lại ở mùa giải tới. Tôi không có ý gì với cá nhân ông ấy đâu. Tôi chỉ nói những gì mà tôi tin sẽ xảy ra và tôi chắc chắn câu lạc bộ sẽ phải tìm kiếm một giải pháp khác. Một chuyên gia khác là cựu huấn luyện viên của Tottenham Hotspur, Tim Sherwood, cũng đã không đánh giá cao Ten Hag. Ten Hag không phải là mới tiếp quản đội bóng, mà ông ấy đã ở đó đủ lâu. Ông ấy thì cũng có những cầu thủ của riêng mình. Dù vậy thì tôi không thể thấy họ làm được gì ở trên sân. Khi kiểm soát bóng, họ chỉ quan tâm đến những khoảnh khắc. Và khi không có bóng, Manchester tất thực sự hỗn loạn. Thật sự là như vậy. Điều đáng lo ngại là hàng tiền vệ thì không chạy. Khi mà bóng được chuyển dạng ở phía sau, họ bắt đầu trở nên lung lay. Trong khi chiến thuật của Ten Hag để lại rất nhiều nghi ngờ và dấu hỏi, khả năng mua bán của ông thì cũng rất tệ. Ten Hag đã thúc đẩy Manchester tất ký hợp đồng với Anthony từ Ajax sau khi lên nhậm chức vào năm 2022. Đội ngũ tuyển dụng của Man United tỏ ra dè dặt về khả năng thành công của cầu thủ người Brazil cũng như mức giá 85 triệu bảng, nhưng Ten Hag nhất quyết phải chiêu mộ bằng được. Mùa này thì Mr. Compa chỉ ghi được một bàn, đó có một pha kiến tạo tại Premier League cho Manchester United và thực sự anh Long là người đầu tiên mà chúng tôi vote phải bán. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại video câu chuyện ngày hôm nay của TVF Vlogs. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin và câu chuyện tiếp theo của chúng tôi.